Chào mừng các bạn đã đến với tiêu điều tướng Liên minh huyền thoại Camille, Bóng Thép. Camille là một điệp viên tinh nhuệ, làm việc để duy trì trật tự đã được thiết lập ở Piltover. Chính sự tận tụy và trách nhiệm đã khiến Bóng Thép biến đổi cơ thể mình thành một cỗ máy hét tách tử thần. Khi theo dấu mục tiêu, Camille bình tĩnh, kiên trì và chính xác đến đáng sợ. Trong trò chơi, Camille là một sát thủ với độ cơ động rất cao, giỏi trong việc truy đuổi và hạ gục các mục tiêu đơn lẻ. Khi cần một trận chiến, cô sẽ luôn tìm được và cô thường thể hiện tốt trong các cuộc song đấu. Những ai sử dụng Caliber phải chia sẻ nhận thức với cô về sự chính xác. Mỗi một kỹ năng của Caliber phải sử dụng cẩn thận để đạt được hiệu quả cao. Sức mạnh của cô thiên về tấn công vật lý và khả năng hồi máu theo phần trăm nhờ đá quét thiên thuật. Không chỉ vậy, cô còn có khả năng gây thêm sát thương phép trên đòn đánh thường nhờ chiêu cuối, công nghệ tối hậu. Nội tại, thích ứng phòng ngự. Đòn đánh của Camille lên tướng tạo cho cô một lá chắn chống lại sát thương chính của mục tiêu. Giá trị lá chắn được dựa theo số máu tối đa của Camille. Quy, giao thức chuẩn xác. Đòn đánh kế của Camille chém vào một kẻ địch gây thêm sát thương vật lý và tăng tốc độ chạy trong chốc lát. Một thời gian ngắn sau khi xuất chiêu lần đầu, Camille có thể tái sử dụng giao thức chuẩn xác để đánh thêm cú nữa. Nếu đợi đủ thời gian, đòn đánh thứ hai của kỹ năng này sẽ gây thêm sát thương và được chuyển hóa một phần với sát thương chuẩn. W, đá quét chiến thuật. Camille tụ năng lượng sau đó bung ra phía trước theo hình nón, gây sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch trúng phải. Nạn nhân đứng ở nửa ngoài vùng quét sẽ bị làm chậm rất nhiều và chịu thêm sát thương dựa theo số máu tối đa của chúng, đồng thời hồi lại máu cho Camille. E, bắn dây móc. Phi thân. Camille bắn dây móc về hướng chỉ định. Nếu trúng tường, cô tự kéo mình tới đó. Tiếp theo, cô có một khoảng thời gian ngắn để dùng phi thân. Phi thân, Camille lướt tới hướng chỉ định, dừng lại ở tướng địch đầu tiên trúng phải và làm choáng tất cả kẻ địch trong một vùng. Nếu lướt tới một tướng, tầm chiêu được tăng và cô cũng nhận thêm tốc độ chạy. Chiêu cuối, tối hậu thư. Camille nhảy tới đối diện chỉ định, bắt nước chúng trong một khu vực và đẩy đồng minh của chúng đi. Trong lúc tối hậu thư kích hoạt, mục tiêu không thể rời khỏi khu vực đó bằng bất kỳ cách nào. Khu vực này tự biến mất trong chốc lát, hoặc nếu Camille rời khỏi đó. Khi đứng trong khu vực, đòn đánh của Camille gây thêm sát thương phép. Combo khi chưa có chiêu cuối là bắn dây móc vào tường, phi thân, tiếp cận và làm choáng mục tiêu, ngay lập tức dùng giao thức chuẩn xác, gây thêm sát thương. Nếu tướng địch quyết định bỏ chạy, đá quét chiến thuật là công cụ hữu hiệu để giữ chân đối phương. Là một sát thủ, bạn biết nhiệm vụ của mình là gì rồi đấy. Hạ gục sát thủ đối phương với chiêu E, bắn móc. Camille có thể vượt tối núi và có tầm bay ngang người trên cánh cụt. Sử dụng chiêu cuối lên đầu sát thủ đối phương rồi trợn tròn mắt tuyên bố chạy hộ bố mình cái. Hoặc bạn có thể dùng chiêu E để tiếp cận, làm choáng, sau đó sử dụng W làm chậm để đồng đội dễ dàng dứt điểm hơn. Nếu bạn là người chơi top, khởi đầu cho Camille là một kiếm Doran và một bình máu. Trao đổi chiêu thức, đối phương đứng gần tường, ngay lập tức sử dụng bắn dây móc vào tường, phi thân và làm choáng mục tiêu, sử dụng giao thức chuẩn xác dồn sát thương lên chúng. Nếu hắn có ý định bỏ chạy, ngay lập tức sử dụng đá quét chiến thuật và đơn giản chỉ là bắn móc phi thân có ngay trên công đầu. Liên tục cầu máu mục tiêu bằng đá quét chiến thuật. Nội tại sẵn sàng, đừng ngại cầu máu, kể cả đối phương đứng trong trụ. Lớp lá chắn sẽ chặn lượng sát thương nhận vào. Tuy vậy, băng trụ ở giai đoạn đầu là điều tối kỵ. Và hãy nhớ, luôn luôn cắm mắt, kiểm soát tầm nhìn nếu không muốn long hết ốc. Damn, the flash. Damn, you got me, man. God damn it. No, not like this. I bargained my soul for the privilege. Okay, yeah, fuck that. I'm done. Trong tình huống này, Camille sử dụng công nghệ tối hậu, nhốt Joshua lại, đồng thời đẩy nhẹ gã say rượu ra, dồn hết skin lên Yasuo. Nên nhớ, bắn móc phi thân không chỉ để tiếp cận, mà nó còn là một công cụ hữu hiệu để đào tẩu. Nếu đi dạo bên sông mà gặp tướng đi rừng đối phương, trịch thẳng mặt nó bằng combo trong sách giáo khoa. Lạnh lùng tuyên bố, chú tuổi là ông. Với khả năng cơ động cao, đi ganh, bạn nên móc bên hông đối phương, móc đít được càng tốt. Bắn móc vào tường phía lưng đối phương, phi chân vào mặt, làm choáng, thế là ok, có gì đâu. Đơn giản mà đẹp như đắt cứt vào mồm, đồng đội chỉ việc sơi. Wait, what happens if Echo just ults out of my ult? Oh, hey, Penta kill baby! Oh shit! Một số thí nghiệm nhỏ với tiếng mới Camille. The versatile.